Hello, kênh làm vườn thương hiệu Lục Ngạn TV à. Xin kính chào các anh chị và bà con cô bác làm vườn nhé. Thì hôm nay em sẽ làm về cái chủ đề về cây vải Thanh Hà ghép trên cây vải ngọt nhé các bác nhé. Thì trong cái cây vải Thanh Hà mà ghép trên cây vải ngọt, ví dụ như trong năm nay, năm 2020 này, các bác nếu như các bác ghép từ lúc thu quả xong các bác ghép nhé, thì các bác ghép đến bây giờ là ok rồi đúng không ạ? Đấy thì là cái tỷ lệ sống nó tốt hơn, còn từ sau cái vụ vải thu hoạch xong nó khoảng tầm 1 tháng là các gắp nó sẽ hơi bị muộn một chút vì cái lớp lọc nhá, với lại thứ hai là mình không đạt được quả. Và còn các anh chị và con cô bác nào mà ghép trước mà cái vụ vải ấy, mà vải nhà nhà mình không có quả ấy, thì các bác ghép trước ấy, thì các bác yên tâm là em sẽ chia sẻ cho các bác cái gọi là cái kỹ thuật cũng như là cách cách chăm sóc của cái mắt ghép và làm nào để cho cuối năm vẫn ra hoa kết trái nha các bác nhé. Thì bây giờ thì em sẽ nói sơ qua là cái vải mà Thanh Hà ghép trên cây vải ngọt này ấy, mà các bác không để quả, có nghĩa là vụ vải vừa rồi mà các bác có vườn nó mất mùa mà không có quả nhá, thì các bác ghép thì các bác sẽ yên tâm ở cái vấn đề đấy, thì là sẽ có quả ở trong năm nay được. Thì nhưng mà trong nếu mà muốn có quả thì phải cần những yếu tố gì và cần làm như thế nào để cho có quả nhá, thì em sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bác nhá. Rồi em sẽ đưa các bác sang cái vườn bên cạnh cái vườn vườn nhà em nhá. Thì cái vườn này nhà anh chị thuê là hôm nay mới ghép được ở đâu 1 tuần nó sao các bác, nhưng mà tỷ lệ mắt tươi như là sống này, mắt mà tươi như 1 tuần mà vẫn tươi như này là sống này các bác nhé. Đấy thì các bác cứ ghép như này, xong để ở trên đỉnh đầu ngọn này, xong để ít lá nhé, xong bao giờ để cho nó cũng như là vận chuyển nước và dinh dưỡng lên để nuôi cái lọc này, cái lọc ghép này của mình nhá. Xong bao giờ cái lọc ghép này sống thì các bác lưu ý này, cái mắt ghép này nhá, bắt đầu các bác thấy nảy mầm ra một chút là các bác phải phun sâu luôn nhá, và thu kiến nha các bác nhá. Không thường thường là thường thường là kiến hay cắn này, và kiến nó cắn cái bục cái túi bóng này ra này, xong nó chui vào cắn cái mắt ghép này đấy. Mới lại sâu non là cũng cũng thế nha các bác nhá. Đây các bác lưu ý ở trong cái vải ghép Thanh Hà này là các bác phải lưu ý cái chỗ lúc ghép và để ý đào vào cái mắt ghép của mình nhá. Thấy ra lọc một cái là các bác phải 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 phun sâu ngay nhá, không là nó hỏng cái lớp lớp mắt đi là nó khá lâu nó mới ra được lọc đấy. Bởi vì mấy cái cành này thì có mấy cái mắt ghép đâu, nó có mấy mắt đâu, 1 này, 2, 3, 4 mắt này, 1, 2, 3, 4 này, các bác này. Cái vườn nhà như năm nay anh ghép sát cái vườn nhà em, vườn nhà em ở bên bên kia, vườn ở bên này thôi. Em sẽ không quay về chủ đề chính để làm nào để cho cái cây vải mà năm nay ghép mà cuối năm vẫn cho ra hoa nha các bác nhá. Em mời các bác theo dõi nha. Rồi, em sẽ quay lại cái chủ đề chính với các bác như này nhá. Thì em sẽ làm một cái cành cành này gọi là ví như một cành ghép này các bác này. Đây nhá, cái chỗ này gọi là ví một cành ghép này nhá. Em làm cái video demo cho các bác nhá. Cái này em ví dụ là cái cành ghép đây, có nghĩa là cành các bác quấn túi bóng bằng dính đây nhá. Đây cái chỗ này là chỗ mắt ghép này. Đấy. Thì bây giờ cái yếu tố cần nhất là gì và làm thế nào để cuối năm vẫn có hoa có quả được ở cái cây vải Thanh Hà ghép trên cây vải ngọt mà hai lớp lọc nhá và ba lớp lọc nhá. Thì các bác ba lớp lọc thì an tâm hơn ở cái chỗ hai lớp lọc các bác nhé. Đấy thì cho nên em sẽ chia sẻ cho các bác là như này. Thì thứ nhất thì các bác cũng như cái em vừa mới quay cái mắt ghép nhà bên cạnh như đó là nó chưa chưa ra mầm ấy nhá. Thì các bác lúc nó ra mầm yếu tố quan trọng nhất là các bác phải phun thuốc sâu nhá, với lại kiến đừng để cho kiến cắn và sâu cắn mất cái phần 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 lọc lọc mới nhú của cái mắt ghép nhá các bác nhé. Đấy thì mấy cái thứ hai nữa là các bác phải thấy ra lọc là các bác phải bón phân nhá, bón phân luôn nhá, để cho cây được khỏe mạnh và có đủ chất dinh dưỡng để lên cái mắt ghép đẩy lên
để lên mắt ghép nhá, để cho nó được ra lọc cho nó nhanh hơn. Đấy, thì em sẽ chia sẻ cho các bác như này. Làm nào để cuối năm vẫn ra được hoa mà vẫn ra được quả thì cái yếu tố của cây thanh hà ghép này thì nó rất cần là phải ra đầu cành nhá. Các bác lưu ý là phải ra đầu cành thì cành quả thanh hà ghép này mới có quả được. Các bác lưu ý như vậy cho em nhé. Em chia sẻ cho các bác này. Từ đây giả lên này, từ đây giả lên là cái mắt ghép này. Và từ đây giả lên cũng là mắt ghép nhưng mà đã ra được hai lớp lọc này. Em nói thí dụ đây là đã ra được hai lớp lọc này. Lớp lọc dưới này là đã già nhá. Và lớp lọc 2 đang chuẩn bị như này nhá. Đấy, em nói thí dụ đây là cái video demo cho các bác này. Thì cái này ấy, như các bác ấy, nếu như các bác muốn bắt quả ấy, thì lớp lọc 2 và lớp lọc 3 ấy, lớp lọc 2 thì nếu mà nó trường hợp nó dài quá nhá, nó khỏe quá, nó ra 4-50 phân ấy, thì các bác sẽ lưu ý là các bác sẽ ngắt cái phần trên này cho em này. Để cho nó già như này nhá, các bác này. Để cho nó già như này nhá. Để già như lớp lọc 1 này. Đây là em nói ví dụ là từ chỗ ghép này lên đây này. Là đây đã được một lớp lọc này. Lớp lọc này đã già này. Và lớp lọc 2 trên này đang ra non này. Đấy. Thì các bác sẽ sau này sẽ tính ở cái lớp lọc 2 này. Nó dài quá thì các bác ngắt đi một nửa lọc đi nhá. Các bác để cho nó già như này xong các bác ngắt đi một nửa lọc đi nhá. Bởi vì sao để ngắt đi một nửa lọc này ấy, là để cái cành nó đỡ dài quá, nó đỡ bị lấy cái mắt này ra này, bị bật cái mắt này ra nhá các bác nhá. Đấy, thế cho các bác lưu ý đừng có nghĩ cắt đi rồi tiếc, rồi không phải đâu, các bác phải cắt đi. Ví dụ như cái này là xem nào, từ đây đến đây này, đây là chưa ra hết, đã 40 phân nhá. Ví dụ như cái cành này ấy, sau này các bác nó ra các bác ngắt đi, các bác bẻ đi một nửa cho em, bẻ đi một nửa của cái lọc 2 này nhá, đừng có bẻ hết của lọc 2 nhá, bẻ một nửa của cái lọc 2 này nhá các bác nhá, lưu ý này, bẻ một nửa của cái lọc 2 này đi nhá, bẻ một nửa của lọc 2 này đi là đã làm gì các bác, là em chia sẻ các bác này, bẻ một nửa của lọc 2 này đi là để cho cái cành, thực tế là để cho cái cành này nó sẽ được già đầu cành nhá, và nó sẽ không nuôi lọc ở trên này nữa, nó sẽ đứng lại, đấy, nó sẽ đứng lại và nó sẽ phát triển ở cái mô của cái mắt ghép này. Cái mô của mắt ghép này nhá. Nếu như mà các bác mà để nó dài nó lên hết, cái mô của mắt ghép này nó sẽ ra chậm hơn. Và trong nguy cơ là các bác để cuối năm mà để quả là nó sẽ bị lấy mắt nhá các bác nhá. Đấy. Thế cho nên các bác muốn già đầu cành là các bác nên cắt đi cho em. Lớp độc 3 ví dụ như các bác mà ghép trước vụ vải ấy, mà vải không có quả mà các bác ghép ấy, thì bây giờ hai lớp lọc rồi nhá. Hiện tại bây giờ đã hai lớp lọc rồi nhá. Thì các bác lưu ý là các bác cắt đi. Cắt một nửa của lớp lọc 2 đi nhá. Cắt một nửa của lớp lọc 2 đi. Để cho đứng lại. Để đứng lại để cho nó già hết cái đầu cành từ đây xuống đến cái mô ghép này nhá. Đấy, cái mô ghép này để cho nó ra cái sụn này. Để nó đùn sụn ra này. Xong bắt đầu nó sẽ ra đây sẽ bắt đầu ấy. Đầu cành này nó già, bắt đầu nó sẽ tiếp tục ra một lớp lọc nữa các bác nhá. Lúc đấy thì cành nó lại ra xòe ra như này. Nó xòe ra nó ngắn các bác nhá. Nó không dài nữa. Nếu mà các bác cứ để như này nó như một cái cọng đũa luôn. Từ mắt ghép lên đây nó như một cọng đũa này. Xong lên đây nó lại ra một lớp như này nữa này. Xong lên trên đỉnh nó lại ra một lớp này, nó rất dài. Mà trong cái tỷ lệ đấy thì cái mắt ghép này sẽ rất bị yếu. Rất bị yếu nhá. Và cái tỷ lệ đỗ quả nó sẽ không cao. Thì em chia sẻ cho các bác là cái ghép này thì ngày xưa là em cũng ghép như thế. Thì em cũng làm theo đúng cái công thức này để cho nó ra hoa kết trái của cuối năm nhá. Thì cái của các bác mà ghép của thanh hà mà vào cái vẻ ngọt mà ghép trong vụ vải này ấy, vụ vải 2020 này ấy, thì các bác cái tỷ lệ đỗ quả nó vẫn đỗ. Nhưng mà các bác phải không nên để sai quá nhá. Các bác nếu mà có quả các bác nên tỉa bớt đi nhá. Không cái tỷ lệ để nó lấy cái mắt ra là sẽ diễn ra đấy. Gió và các thứ sẽ liễn diễn ra. Đấy. Còn các bác lưu ý nhất là các bác chỉ cần quan trọng nhất là phải già đầu cành, các bác lưu ý cho em nhé. Đầu cành phải già nhé. Đầu cành thanh hà không già là không mà có quả, không mà lấy được hoa nhé các bác nhá. Đấy cái cành ghép ấy. Nếu nó cứ lên non mỡn này, cái bánh tẻ lên cứ như này thì các bác khoanh vào nó chỉ tụt nước đi thôi. Và nó đứng sững lại. Mà cái chỗ mô này nó sẽ teo đi, cũng như là cái cây mình nó bị yếu đi. Đấy thì nó tỷ lệ nó đỗ quả không đỗ quả mấy. Thì mong các bác em chia sẻ cho các bác để các bác sang năm 2020 này 21 này các bác vẫn có thể kiếm quả được trên cái cây vải thanh hà ghép này nhá.
Thì cho nên các bác em chia sẻ đây như vậy để các bác lưu ý là mình ghép để mình vẫn lấy được quả, nhưng mà mình lấy cái tỷ lệ ít rồi nha các bác, thấy sai quá không không nên để hết nha các bác nhá, không nên để hết. Đấy, ví dụ như này nhá, em sẽ lấy một cái cành để em thí dụ. Rồi, đây nhá các bác nhá, nhá như này ấy, các bác chỉ lưu ý là cái cành này đã già này, em nói lại nhá các bác, mong các bác thông cảm nó không mà em nói đi lại nhiều này. Đấy là em chia sẻ cho các bác, các anh chị và bà con cô bác, những ai không biết thì xem video nhé, còn những ai biết rồi thì có thể bỏ qua video này, mong các bác thông cảm nhé. Sau này mà già nhá các bác, ở tầm này, ví dụ nó tầm này nó ra được khoảng độ tầm 40-50 phân này, thì các bác ngắt đi cho em 20 phân, các bác bẻ luôn đi. Ví dụ như em này, đây đây các bác nhá, đây các bác không được ngắt hết cái lọc hai của nó nhá, mà các bác phải ngắt một nửa này, đây một đoạn này em để lại này, đấy các bác ngắt đi một nửa, để một nửa này nhá, sau này nó cái cành những cái mắt này nó bắt đầu nó lại ra cái mắt tiếp, nó sẽ ra xòe ở trung tâm khu vực này, nó không dài đấy, thì cái tỷ lệ để nó cứng đầu cành thì nó sẽ giữ được quả các bác nhá. Đấy cho nên là các bác lưu ý là như vậy, là cái lúc bẻ này thì các bác để già nhá, đây là em không có cái cành nào bây giờ vả như nó ra lọc như này hết rồi, là các bác để cái lớp 2 này nó già đi nhá, xong rồi các bác cắt đi, cắt đi thì lúc đấy thì nó sẽ bật ra ở dưới cái mắt dưới này, từ dưới lên này, đấy còn phần trên là mình cắt đi rồi, đấy thì mong các bác lưu ý thế nhá, để làm nào để cho nó có hoa có quả là quan trọng nhất là phun nhá, lên lọc cái là phải phun ngay, nứt ra một chút là thấy cả trong túi bóng cuộn cuộn thế các bác cũng phải phun ngay, chỉ trong đấy nếu thấy cuộn ở trong túi bóng ấy, thì ở trong mắt ghép là cuộn đấy, thì nó chỉ là một tuần nữa là nó lọc nó đâm ra khỏi cái túi bóng rồi coi nhé, các bác phun như vậy thì nó rất chuẩn rồi, để nó chết kiến và sâu nhá, trong cái mắt ghép nó ra khỏi cái túi bóng cái là sâu cắn ngay các bạn đấy, và đồng thời là bên trong là có kiến nó chui vào cắn đấy, các bác lưu ý nhá. Rồi các bác xem video thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho kênh Thương hiệu Lục Ngạn TV nhé, để kênh càng ngày càng phát triển cũng như có những nhiều cái video hay để chia sẻ cho các anh chị và bà con cô bác làm vườn để có cái thu nhập hàng năm các bác nhé. Em xin phép tạm dừng video tại đây ạ.